Tôi nghi ngờ chế độ mọi rợ Việt Cộng hăm dọa nhà báo Lê Trung Khoa. Người ta nói ở Việt Nam có tiền mua tiên cũng được. Thoạt nghe, mình tưởng rằng câu này quá đáng, không thực tế. Tiên trên trời làm sao mua được, nhưng khi hòa mình vào sống với nó, sống với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình mới cảm nhận được nó đi rất rất gần với thực tế. Chuyện gì bất minh, tồi bại. Tội ác đến như chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ bên Đức, thằng khỉ trọng lú nó còn làm được mà có ai bị sao đâu. Rồi nó lại tự động vu khống rằng Trịnh Xuân Thanh về nước rồi tự ra đầu thú. Cũng chẳng có ai dám nói gì thằng khỉ đấy. Đó đâu khác gì mua tiên, mua sự sung sướng, tự vỗ ngực chính mình là thằng trọng lú đang làm cha thiên hạ mà chẳng ai dám làm gì mình. Đâu phải chỉ có chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, còn có chuyện thằng đại tướng bộ trưởng công an ăn bò rát vàng với bữa ăn 51.000 đô la Mỹ trong khi dân mình đói giả họng vì đại dịch Covid. Nó vẫn sướng như tiên, mua tiên cũng được mà. Tưởng rằng thằng Tô Lâm nó biết xấu hổ, nó tự động từ chức. Ai dè, nó còn được tháp tùng với thằng thủ tướng chửi thề Phạm Minh Chính. Đã làm nhục quốc thể. Còn thằng khỉ trọng lú tuổi đời nó gần 80 rồi vẫn mua được thêm 2 năm rưỡi năm làm tổng bí thư ở nhiệm kỳ 2. Nó hứa toàn dân, toàn đảng rằng chỉ làm 7 năm rưỡi chức tổng bí thư là tối đa. Rốt cuộc nó thất hứa dễ dàng, làm tiếp thêm 2 năm rưỡi nữa, tổng cộng 10 năm làm tổng bí thư. Chưa xong, theo điều lệ đảng, chỉ được làm 2 nhiệm kỳ tối đa, nó tự động hốt luôn thêm nhiệm kỳ 3 nữa, tổng cộng 15 năm làm tổng bí thư. Sướng như tiên, vì quyền lực luôn mang đến tiền bạc nhiều vô kể. Nó cũng chẳng phải sửa điều lệ đảng, nhưng cũng chẳng thấy ai làm gì được thằng khỉ Trường Sơn đó, đâu khác gì nó đã mua được tiên. Thằng khỉ trọng này độc ác lắm, biết đâu thằng khỉ này. Nó sẽ bắt nhà báo Lê Trung Khoa mang về nước để trị tội. Tôi có quyền nghi ngờ điều đó vì nó đã từng xảy ra trong quá khứ rồi. Cẩn trọng anh Lê Trung Khoa, chúng tôi luôn đồng hành với việc làm của anh trong nhiều năm qua.